thưa quý vị nguyên nhân ly hôn gia đình tan nát là do đâu và trong câu chuyện này người phụ nữ người vợ vô cùng cay đắng chia sẻ tình cảnh đầy ngang trái mà mình đã gặp phải đối với gia đình đối với chồng mình và giờ đây kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chi tiết một câu chuyện xảy ra giữa đôi vợ chồng này như thế nào Xin kính mời quý vị lắng nghe Lúc anh đưa cô dâu ra Thì cả hội trường cưới nháo nhào khi thấy xuất hiện thêm một cô dâu khác Người ta cứ tưởng cô dâu kia đi nhầm Kể cả anh cũng tưởng vậy anh và chị cưới nhau và bước vào cuộc sống hôn nhân từ hai bàn tay trắng. Sau khi cưới, anh để chị lại ở quê, còn anh theo mấy người bạn trong làng lên thành phố tìm việc với hy vọng sẽ kiếm được ít tiền gửi về nhà cho vợ để lo cho lúc sinh đẻ. Cuộc sống khó khăn nên chị để anh đi. Hai vợ chồng cũng thống nhất kế hoạch hai năm mới sinh con vậy là chị phải xa chồng khi mới cưới được hơn một tháng lên thành phố sau hai tháng đi làm phụ hồ tình cờ anh gặp được một người bạn học cùng cấp ba ngày trước cậu bạn ấy thông minh học lên đại học và đã mở được cơ sở sản xuất riêng người bạn thấy anh đi làm vất vả thì bảo anh về làm trong đội sản xuất của mình với mức lương khá hơn đi phụ hồ và anh đã đồng ý ngay Thời gian đầu anh làm việc chăm chỉ Và gửi tiền đều đều về cho vợ ở quê Chị vui mừng và hạnh phúc lắm Vì chẳng mấy người được may mắn như chị Nhiều chị vợ có chồng đi làm đợt cùng với anh Ai cũng kêu than chồng cờ bạc, rượu chè Nên gửi rất ít tiền về Để vợ ở nhà với lũ con nheo nhóc Tiền anh gửi về với tiền bán thóc mỗi vụ Tiền chăn nuôi lợn gà ở nhà chị mang gửi vào ngân hàng hết chị ở nhà không dám tiêu đến cái áo mới cũng không dám mua với lại chị quanh năm chỉ biết đến đồng ruộng cũng chẳng đi đâu xa ngoài cái làng này thì cũng chẳng cần quần áo đẹp mọi chuyện suôn sẻ đến trong năm đầu tiên vợ chồng chị cũng đã tiết kiệm được một khoản tiền kha khá chính bản thân chồng chị cũng không biết vợ tiết kiệm được nhiều như vậy chị nghĩ đã đến lúc bầu bí rồi cuối năm sinh con là phựa chồng chị cũng đã được người bạn cân nhắc lên làm tổ trưởng tổ sản xuất để giám sát nhóm thợ giúp bạn lương thưởng vì thế cũng nhiều thêm lên tết ấy chị có ý định bảo chồng sinh con nhưng anh lại bảo hoãn anh bảo để anh ổn định công việc trên ấy nếu có thể thì đón chị lên cùng cho vợ chồng đỡ phải xa nhau chị nghe chồng bạn như thế thì mừng rỡ vô cùng và yên tâm đợi anh thu xếp mọi thứ ra tết anh lại đi lạ nhưng chị không ngờ rằng lần anh đi ấy anh mãi mãi không về với chị nữa anh trở lại làm được mấy tháng thì trong một lần liên hoan tổ sản xuất anh uống say và đã vào nhà nghỉ với một cô gái trong tổ thực ra anh đã để ý cô ta từ lâu lắm rồi vì gia đình cô ấy cũng ở trên này Nếu anh lấy một cô vợ thành phố Sẽ thuận lợi cho anh rất nhiều Sau khi lỡ ngủ với nhau Anh dùng mọi lời ngon ngọt để dỗ dành cô ấy Và hứa sẽ bỏ vợ để cưới cô Cuối cùng cô cũng đồng ý Khi biết mình đã có thai Anh trở về nhà báo vợ ly hôn Sau hai năm lấy nhau vì cô gái kia đã có bầu khá to với anh rồi chị khóc lóc hỏi anh rằng tại sao, tại sao anh lại nhẫn tâm bỏ vợ để đến với cô ta? Anh trả lời phũ phàng: Tôi giờ làm ra tiền, không thể nào sống mãi với cô vợ nhà quê nhếch nhác như cô được. Cả đời chẳng biết mặc một cái áo mới, người lúc nào cũng bụi bặm vấn rác nhìn phát chán. Chúng ta chưa có con cái gì ràng buộc, ly hôn cũng dễ dàng cho cả hai chị gạt nước mắt ký đơn ly hôn và rời khỏi nhà chồng bố mẹ chồng chị cũng thương chị lắm cương quyết không cho đứa con trai khốn nạn kia về nhà anh cưới vợ mới họ cũng không lên dự thế nhưng hôm biết chồng làm đám cưới với vợ mới chị đã lặng lặng đi rút hết tiền tiết kiệm về rồi thu xếp lên trên thành phố chị thuê xe ôm tới một tiệm trang điểm cô dâu ở đó và thuê người ta trang điểm cũng như thuê một chiếc váy cưới mặc vào trang điểm xong tất cả mọi người phải trố mắt ngạc nhiên vì không còn ai nhận ra cô gái quê mùa mới một tiếng trước bước vào đây nữa chị như lột xác hoàn toàn xinh đẹp và kêu xa chẳng khác gì những cô gái hot girl ở thành phố chị bắt taxi đến nơi mà chồng chị chuẩn bị tổ chức đám cưới với vợ mới lúc chú rể đưa cô dâu ra thì cả hội trường cưới nháo nhào khi thấy sự xuất hiện thêm một cô dâu khác. Người ta cứ tưởng cô dâu kia đi nhầm, kể cả chú rể cũng tưởng vậy, không ai nhận ra chị cả. Chỉ tới khi chị tiến tới hôn trưởng, mượn micro của người chủ hôn và cắt giọng thì anh mới thất thần đánh rơi cả hoa cưới trên tay. Tôi là vị khách không mời tới đám cưới của chồng cũ ngày hôm nay. Thực lòng là tôi đến để xem người đã khiến chồng tôi nhẫn tâm bảo vợ ở quê Để cưới là người như thế nào Vì anh ấy chê tôi quê mùa Nhích nhác bẩn thỉu Anh muốn lấy vợ thành phố sạch sẽ, xinh xắn Nhưng giờ khi đã lược diện kiến vợ mới của chồng Thì tôi đã không hối hận khi ký đơn ly hôn với anh nữa rồi Cả hội trường cưới ổ lên Bố mẹ cô dâu cúi gầm mặt xuống Đúng là con gái ông bà nhan sắc chẳng bằng một nửa cô vợ cũ của con rể chỉ được cái mát thành phố nhưng con ông bà cũng chỉ là công nhân mà thôi rồi một thằng con rể ham vật chất như thế liệu có yêu thương con ông bà tới cuối cuộc đời này hay không rất nhiều suy nghĩ lật quẩn trong đầu của người bố vợ mới cuối cùng ông quyết định đứng ra gióng dạc tuyên bố hủy đám cưới không muốn con gái ông lấy một người chồng như thế kể cả là con ông bà đã có bầu vâng thưa quý vị cuộc sống của chúng ta có những điều bất ngờ luôn xảy đến và trong câu chuyện này cũng vậy tình cảm vợ chồng đầu ấp tay gối rút cuộc cũng chỉ vì ham vật chất danh vọng để rồi bỏ đi tất cả và cái kết của câu chuyện này người đàn ông đã nhận về quả đắng và tôi cũng mong rằng quý vị lắng nghe để đưa ra những lời chia sẻ bình luận cho những câu chuyện như thế này tôi rất chân thành cảm ơn và đến đây thì tôi xin tạm dừng video lại hẹn gặp quý vị và các bạn những video tiếp theo xin chào tạm biệt